Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube của Tinh Tế. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài tips chụp ảnh bằng smartphone theo trend và làm sao để khi chúng ta upload lên Instagram sẽ trở nên ấn tượng hơn. Cùng mình bắt đầu nha. Bộ ảnh này chúng mình thực hiện với phương châm luôn đeo khẩu trang khi có thể. Những lúc không đeo khẩu trang là lúc không có người qua lại hoặc là chỗ đó được tụi mình lựa rất vắng người. Chụp hình xong là đeo khẩu trang lên ngay. Vì thế mọi người cũng hãy đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông đúc nhé. Và hôm nay đồng hành cùng Đan Anh sẽ là chiếc Galaxy A32 đến từ Samsung với cường camera đa dạng. Máy có tổng cộng đến 4 camera, độ phân giải lần lượt là 64MP, cam góc rộng là 8MP, cam macro là 5MP và camera cảm biến độ sâu 5MP. Cùng mình trải nghiệm 4 ống kính của Samsung Galaxy A32 qua buổi chụp ảnh với những tips sau đây nhé. Cách đầu tiên đó chính là sử dụng lưới. Lưới trong giao diện camera rất quan trọng để bạn có thể canh được những góc chụp đẹp, không bị méo, bố cục ảnh trông sẽ tốt hơn, không bị mất cân đối. Trong giao diện camera của chiếc điện thoại mình sử dụng, mọi người nhấn vào biểu tượng cài đặt trên góc cùng bên trái của màn hình, trượt xuống và kích hoạt chế độ đường lưới lên là sẽ có giao diện camera lưới. Tip thứ hai đó chính là quy tắc phân. Khi mở lưới để chụp, bạn có thể áp dụng các tỷ lệ như 1/9, 2/3, 4/9 như những hình dưới đây để bố cục có sự rõ ràng hơn cho bức ảnh. Sau đây là một vài bố cục chia phần theo ô lưới mà mọi người có thể tham khảo cùng mình nhé. Tip số 3 là các bạn hãy nhớ chạm vào màn hình để lấy nét và khóa nét vào phần chủ thể. Nếu chỉ giơ camera smartphone lên để chụp thì tỷ lệ những bức ảnh sẽ bị cháy sáng hoặc ao nét rất dễ xảy ra. Với Samsung Galaxy A32, bạn chỉ cần nhấn vào chủ thể, biểu tượng hình tròn màu vàng lấy nét sẽ hiện ra, bạn có thể khóa nét và chỉnh độ sáng tùy ý. Với Samsung Galaxy A32, mình lấy nét chủ thể đo sáng rất dễ dàng. Tip thứ tư là chụp ảnh với gương. Tại sao không thử nhỉ? Mang theo một chiếc gương nho nhỏ để chụp hình cũng rất là ấn tượng đó. Lúc chụp với gương, cầm một chiếc smartphone nhỏ gọn như Samsung Galaxy A32 cũng rất tiện. Bạn vừa có thể lấy được một chút cảnh trước và sau camera thông qua chiếc gương này. Mẹo là hãy nhớ chọn góc mặt đẹp nhất trong gương và canh bố cục đẹp nhất, né những vật cản hơi xấu chẳng hạn như là thùng rác hay là người qua lại. Tip thứ 5. Cách để tay. Khi chụp mẫu toàn thân thường thì mẫu sẽ không biết để tay vào đâu cho tự nhiên, thì bạn có thể áp dụng 5 cách sau nha. Và chú ý là 5 cách sau chỉ thành công khi mà bạn phải luồn thật thẳng lưng và hơi ngửa đầu về phía sau. Đầu tiên là hãy thử vén tóc. Tiếp theo hãy tìm một đạo cụ gì đó, chẳng hạn như là một bông hoa hoặc là túi xách, một trong những món đồ quốc dân không thể nào bị nhạt nhẽo trong những bức hình được. Thứ tư là hãy đặt hai bàn tay lên nhau và đan lại. Hoặc là bạn có thể linh động như mình nè. Và cuối cùng là hãy lấy một tay để giữ tay còn lại. Cũng thật là linh động, bạn có thể cúi người hoặc là cúi đầu xuống hoặc là nhìn thẳng vào ống kính nhé. Bây giờ thì mình đã về đến văn phòng và như mọi người biết đó, chụp ảnh thôi thì chưa đủ. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ mọi người một vài mẹo để chúng ta sử dụng Instagram làm sao để khi đăng những tấm hình này lên nó sẽ trở nên ấn tượng hơn. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào Instagram, sau đó chúng ta vuốt sang trái để vào một story và chọn những cái tấm hình mà mọi người cảm thấy tâm đắc nhất để chúng ta có thể đăng. Sau khi chọn tấm hình này rồi thì mọi người thấy cái khoảng ở trên đầu mình có rất là nhiều chỗ trống để chúng ta có thể tha hồ sáng tạo. Và sáng tạo thì mọi người chỉ cần click vào cái biểu tượng mặt cười này. Sau đó chúng ta sẽ chọn những cái từ khóa liên quan mà mọi người muốn trang trí cho cái story này nha. Đầu tiên thì mình sẽ chọn mặt trời đi, bởi vì mình thấy cái tấm hình này nó cần một chút ánh nắng. Sau đó thì mình cần thêm một chút âm nhạc. Mình sẽ gõ là song. Mình lấy cái này bởi vì nó khá là giống với màu áo của mình. Nó sẽ tạo một cái hiệu ứng màu sắc hay ho hơn ở trong cái story này. Ở trong story thì nó cũng có sẵn những cái ô để mọi người có thể căn chỉnh theo cái thước của họ rất là thẳng luôn. Rồi mình sẽ ghi một cái tựa bài hát thật là deep deep nào đấy. Chẳng hạn như là bài Hello. Mình sẽ cho một tí phông chữ vào đây. Cái này thì dễ lắm, mọi người chỉ cần tải cái ứng dụng tên là Font có trên CH Play. Hiện tại thì cái chữ Hello này nó hơi lạc quẻ so với màu sắc của cái tấm hình này, nên là mình sẽ cho tô màu nó một chút xíu. Mình sẽ dùng cái thanh gươm này và chọn cái màu áo của mình. Đó, màu nâu này. Cho nó trùng với cái màu áo thì nó sẽ đỡ lạc quẻ hơn. Cái khung này thì mình sẽ chọn từ những cái sọc khác nhau. Mình sẽ trở lại bàn phím của Samsung
và gõ cái từ khóa là stride trong cái ô tìm kiếm hình động. Mình sẽ chọn cái stride này và zoom nó ra một chút xíu, tiếp tục chọn cái này, tiếp tục zoom nó, mình cho cái khung này xích qua bên này một chút xíu. Đó, nó không cần quá thẳng thớm đâu mọi người, nó hơi xiên xiên vẹo vẹo như thế này thì nhìn nó sẽ hay hơn. Thế là xong. Cái bước này thì mọi người có thể chọn ba cái dấu lấp lánh ở đây để chúng ta có thể chọn tiếp một cái filter hiệu ứng cho cái bức hình của chúng ta, trông nó nghệ thuật hơn xíu. Ở đây Instagram thì họ có cho rất là nhiều cái tùy chỉnh để mà mọi người có thể chọn cho cái tấm hình của mình. Mình sẽ chọn một cái nào đó nó đơn giản thôi. Đây, mình sẽ chọn cái này. Vậy là xong, mọi người có thể thấy là cái bức ảnh của mình trông nó đã khá là thú vị hơn một chút xíu. Rồi, bây giờ thì mọi người có thể up ngay lên cái story của mình, hoặc là chọn cái biểu tượng tải về, thì chúng ta sẽ có một cái ảnh động như thế này ở trong máy, và chúng ta có thể up lên những cái nền tảng mạng xã hội khác, chẳng hạn như là Tinterfast nè, hay là Facebook, và kể cả trên bài đăng của Instagram nữa. Đây là bức ảnh mà mình đã chụp với gương trên bãi cỏ. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh sửa nó với một chút cái tính năng trên Instagram để trông nó trở nên tinh thần picnic hơn. Ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể chọn thêm rất là nhiều filter khác sinh động hơn, nhưng mà mình sẽ chọn cái filter là Paris này đi. Đây, rồi bây giờ mình sẽ chọn, mình sẽ gõ từ khóa picnic xem là cái công cụ này của Instagram nó sẽ cho mình những cái sticker động như thế nào. Mình thấy cái này khá hay này, mình sẽ zoom nó ra, để nó như này cho nó nhìn cũng khá là thật chứ hả. Mọi người có thể xem video này và tham khảo những cái từ khóa mà mình đã nhập vào trong cái ô tìm kiếm này để có thể làm sinh động hơn cho cái Instagram của mình nha. Mình sẽ chọn cái cây dù này đi. Rồi, ok. Rồi, mình đã thêm một vài cái sticker cho cái tấm hình mình chụp trên bãi cỏ và mình cảm thấy rất là vui nhộn. Mình nghĩ là đăng cái này lên Instagram sẽ thu hút được rất là nhiều người xem. Tiếp theo thì mình sẽ bày cho mọi người thêm một cái tính năng nữa trên Instagram mà mọi người có thể áp dụng để có thể ghép hình có bố cục đẹp hơn. Ở trên Instagram thì họ sẽ có một cái tính năng là bố cục, tiếng Anh sẽ là layout, và mọi người hoàn toàn có thể vào đây để chọn nhiều hình và ghép nó lại cùng lúc. Rồi, với cái tính năng layout này thì mọi người có thể click vào cái biểu tượng ô vuông với nhiều ô vuông ở trong như thế này. Sau đó thì mọi người chọn, rất là nhiều bố cục sẽ hiện ra, nhưng thì mình sẽ thích cái bố cục mà nó có 4 ô. Thì với cái ô đầu tiên mình sẽ chọn một cái tấm hình trong cái buổi chụp hình ngày hôm nay của mình, là cái tấm này. Tiếp theo thì mình sẽ chọn một, mình cứ tiếp tục chọn để mình ghép hình lại thôi, không có gì khó ở đây cả. Bây giờ thì mình sẽ nhấn nút OK. Với cái nút OK này xong á, thì mọi người có thể chọn tiếp những cái filter cho tấm ảnh này nó trở nên đồng bộ, đồng màu hơn và đẹp hơn. Mình sẽ cho thêm một cái hình động nữa vào giữa bốn cái hình này để cho cái bức hình nó có một chút gì đó màu sắc hơn, tinh thần hơn. Ok, vậy là xong, cũng không quá phức tạp, và mọi người bấm lưu thôi. Sau khi bấm lưu xong á, thì mình sẽ up cái hình này lên story Instagram của mình luôn, dùng cho Instagram này thành công để chúng ta khi mà up hình á, thì sẽ trở nên ấn tượng hơn. Hy vọng với bộ camera chất lượng cao, nhiều công nghệ kết hợp bộ 4 ống kính camera, Gen Z có thể tạo ra những nội dung hình ảnh video đặc biệt ấn tượng cùng Samsung Galaxy A32 nhé. Cho video ngày hôm nay thì tụi mình đã cố gắng để lựa những cái chỗ vắng người nhất để quay và chụp hình. Và đến khi mà đến chỗ đông người thì tụi mình đeo khẩu trang lại liền. Và mình mong là với những cái chia sẻ ngày hôm nay của mình với cái điện thoại Samsung Galaxy A32 sẽ giúp mọi người có thêm nhiều cái mẹo vặt để chúng ta có thể chụp hình ấn tượng hơn, để có thể tải lên những mạng xã hội như là Instagram hoặc là Facebook nhé.